Con lợn thứ 17, con này lợn này đang nuôi con, có hẳn một đàn con nên cái nó chạy tước lung tung. Con này khoảng tầm 60 cân, 6-70 cân. To. To vật vã con. Không biết phanh xuống kiểu gì đây. Con này con nó cũng 10 cân rồi. Con nó chục cân rồi kìa. Anh nhìn mấy con cơ mà. Đấy chạy đây đấy. Nhìn mấy con mà.